một cái quán nướng lề đường rất là ngon ở quận 3. Giá cả thì rất là bình dân, ăn thì không cần phải lo bị ám mùi quần áo. Hãy cùng mình khám phá nha. Đây là một cái phần bò nằm cho hai người ăn, gồm thịt bò tươi lấy hàng trong ngày và vú heo nướng. Món này có sẵn rau rồi, mọi người có thể ăn không hay là kêu kèm bánh mì hoặc là cái phần rau để cuốn giống như mình. Về thịt bò này thì phải nói là mềm ngọt lắm luôn á. Và cái điểm làm cho đồ nướng ở đây ngon đó chính là cái nước chấm me này, nó sền sệt vị chua ngọt rất hấp dẫn. Về cái nước chấm me cho ăn cùng với bánh tráng cuốn thì mình thấy ăn cùng với nước sốt kia nó ok hơn. Về vú heo nướng thì mọi người nướng cho nó lâu một xíu nha, khi mà nó cháy bén ăn nó sẽ giòn giòn sực sực đã hơn. Tiếp theo là món sụn rà rang muối, vừa tới màu vàng đẹp mắt, ăn không cũng rất là ngon. Tuy nhiên nếu sụn rà được cắt bự hơn nữa thì ăn nó sẽ đã hơn. Cuối cùng là món lẩu chim bồ câu, gồm có tim gan và trứng non của chim cút, một cái dĩa rau và hai giấc mì tươi. Ê ngộ lắm nha, ở đây bán lẩu bò rất là ngon. Và thường ngày mình ăn cái lẩu bò, nhưng mà tự nhiên hôm nay quay review cái kiểu lẩu chim cút, cái vị nước dùng đậm đà mà kiểu theo hướng ngọt thanh á. Thịt của nó tuy ít nhưng mà rất là chắc ngọt. Bạn nào muốn thử món mới thì bạn có thể chọn món này, mà nếu muốn an toàn thì có thể gọi lẩu bò. Về không gian thì ở đây khá là bình dân, rồi trên đường vỉa hè thoáng mát, chưa có sự đầu tư nhiều, nhưng chất lượng với giá cả thì bù lại được.